Hello. xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê Dưới xây là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài của sống Mỹ nha Dĩ nhiên khi mà thấy mình là biết hài hước rồi đó Nhưng mà cái quan trọng là gì? Mọi người sắp có tiền Cái này là nội dung chính của video ngày hôm nay đó là mọi người sắp có tiền Vì khi mà nói tới chuyện này á, là sẽ bắt đầu Sẽ có khá là nhiều ý kiến tranh cãi gì nào Wow ok cưng Đừng làm anh chị mừng hụt nữa cưng ơi Tiền ở đâu mà ra, tiền ở đâu mà ra, tiền ở đâu mà hoài vậy Ok bộ tiền là từ trên cây hết xuống hay sao No Tiền ở đây là tiền đô la USA đàng hoàng Đó là tiền thất nghiệp mà sở thí dụ IRS đã trả lại cho mọi người Cũng như là tiền Child Tax Credit mà chính phủ Mỹ Sẽ phân phát cho từng người ở trên đất Mỹ này mà có con nhỏ từng đứa trẻ một vân vân Wow là một lý do để mà vỗ tay vì cuộc sống Mỹ nó sướng quá đi Oh my goodness Cái này mình nói uh, cho nó vui vui thôi ok <laughs> sướng khổ hay không là tùy vào bản thân chúng ta nha kể như là sở thí dụ họ thông báo là vào năm 2020 gì rồi theo mã theo thông tin mà người dân đóng thế thì có 13 triệu người đã thể hiện một cái trách nhiệm người công dân khá là tốt tức là giờ thất nghiệp nhưng mà vẫn đóng thế một cách khá là đầy đủ đó là những anh chị nào mà đã nhận được tiền thất nghiệp của, uh, của năm 2020 tại vì họ bị lay ớp, bị sa thải hay là bị mất việc bởi đại dịch corona đó thì như mọi người đã biết rồi thế đất Mỹ này tiền thất nghiệp sẽ bị đóng thế thì dĩ nhiên cái ban đầu là như vậy đó là nhờ 13 triệu người đó đó họ đóng thế cái phần tiền thất nghiệp mà họ đã lãnh uh, trong năm 2020 đó có thể là bây giờ họ vẫn còn thất nghiệp nữa nhưng mà cái bây giờ là năm 2021 và chúng ta khoan hãy nói tới chúng ta nói tới cái phần của năm 2020 thì họ khai thế của năm 2020 theo cái thằng phần tiền thất nghiệp mà họ lãnh đó không à, cái sau đó vì dân chúng uh, chắc người ta chửi gỗ quá cho nên là uh, sở thí dụ IRS cũng như là uh, chính phủ mỹ họ sửa lại cái, cái, cái quy định đó họ cho đã miễn 10.200 đô phần tiền thất nghiệp của năm nay à, cái cái vụ này mới hiểu lầm nè hiểu lầm là có nhiều uh, người họ hiểu lầm là Sở Thế Dụ sẽ trả lại cho người dân 10.200 đô à, Trước tiên hiểu lầm là trên đời này không có chuyện đó xảy ra Mặc dù mình cũng đang ao ước nữa à, Nếu mà nó có chuyện đó xảy ra đó nha Chắc mình phải tình nguyện để mình thất nghiệp luôn á Ok <laughs> Nhưng mà dĩ nhiên không chờ tiền chuyện nó xảy ra ok Đó, à, kể như á Nó miễn 10.200 đô cái phần lương khỏi bị đóng thế Tức là những cô chú anh chị nào mà họ bị thất nghiệp á thì thay vì họ phải đóng thấy hết cái phần tiền thất nghiệp mà họ đã nhận họ chỉ à, họ sẽ được trừ ra 10.200 đô tức là họ chỉ cần đóng cái phần còn lại sau khi đã trừ ra 10.200 đô thôi thì bây giờ sau khi mà nó kiểm tra lại thông tin nó kiểm tra lại số liệu nó tính toán lại á thì trong đó có 13 triệu người qualify cái phần để mà nhận lại cái phần mà nó refund đó tại vì họ đã đóng À, lúc mà nó chưa có trừ cái 10.200 đô đó ra à, mọi người để hiểu cho và tuần nay sẽ có cỡ 2 triệu 8, 8 người được nhận cái phần tiền đó wow công nhận chắc chắn là phải có người một anh chị Việt Nam là nằm trong số đó và nếu mà trong trường hợp đó thì mình xin chúc mừng anh chị tại vì anh chị sắp nhận được cái phần tiền tương đối khá là lớn à, có một hai ngàn đô gì đó nghe thì có vẻ nó rất... Uh, không phải là nhiều lắm nhưng mà thật ra đó là số tiền rất là nhiều đó Rồi mọi người tưởng coi tưởng, tự nhiên ở đâu có thằng nào nó cho mọi người mấy ngàn đô vậy đúng không không có ai cho mọi người mấy ngàn đô kiểu khơi khơi đó, đó. không ai cho chúng ta kiểu tiền mà gọi là uh, kha khá đó để chúng ta đi du lịch đó, đó không trong trường hợp này mọi người đáng được nhận cái phần tiền đó tại vì đáng ra mọi người đâu có cần phải đóng thế cái phần tiền đó đâu perfect còn cái phần tiền thứ hai mà chúng ta sẽ nhận được đó là cái phần tiền mà coi như là gốc rất, rất là đã luôn. Đó là phần tiền Child Tax Credit. Thì như mọi người đã biết rồi, theo thông lệ thì cuối năm sư mà chúng ta khai thế, nếu mà mọi cô chú anh chị có con nhỏ là mọi người sẽ được phần Child Tax Credit có 2.000 đô một đứa. À, cái và phải cuối năm chờ khi mọi người khai thế xong thì mọi người mới nhận được cái phần tiền đó. không? À, cái đó là chuyện của lúc trước còn riêng cái năm nay năm ý mình nói là năm 2020 cái mùa thế của năm 2020 á, tại vì đại dịch corona nó hoàn thành, Đúng không? thành ra chính phủ Mỹ người ta đặt mới sửa lại cái quy định đặc biệt là nó theo cái quy định trong cái gói cứu trợ 1.900 tỷ đô mà đã được thông qua hội uh, cỡ tháng tháng ba đó, Đúng không? mọi người nhớ không cái phần mà 1.4 stimulus check mà mọi người đã nhận được đã uh, xài gọi luôn đó, thì nó có cái điều khoản trong đó là gì? cho child tax credit 3.600 đô cho một đứa nhỏ dưới 6 tuổi và từ 6 tuổi tới 17 tuổi là 3.000 đô không à, cho năm 2020 thế cho thế của năm 2020 tức là riêng năm vừa rồi tính theo thế năm vừa rồi mỗi một người nhà, gia đình nào mà có một uh, có con nhỏ là sẽ được 3.600 đô một đứa nhỏ À, còn lớn hơn chút thì được 3.000 đô một đứa hai đứa là mọi người cộng tới đi ba đứa là nghìn đúng không và cái hay ho nữa là gì tháng sau phần tiền đó nó cũng về nữa wow oh my goodness ơi nghe nói là thấy có động lực để mà sinh thêm năm bảy mười đứa rồi đúng không nào đó you know tại mọi người nghĩ xem À, người Việt Nam á, thì uh, sinh, uh, sinh, con khá là khiêm tốt một giờ cặp mà mỗi giờ cặp vợ chồng chỉ sinh cỡ hai con để nuôi dạy cho tốt nhưng mà con số lượng đó nó rất là ít nếu mà so với tôi xì mọi người cũng biết rồi mình không cần nói mọi người cũng biết rồi xì nó đẻ đó nghe là coi như vô tư luôn á coi như là mỗi đứa xì mà nó đứa nào mà đẻ có hai ba đứa mà trường hợp hiếm cho bốn năm đứa là trường hợp nó rất bình thường ừ. mọi người đủ hiểu rồi đó mình thí dụ cho mọi người biết là đi làm gì đó là Trong trường hợp này sinh con nhiều nó cũng có cái lợi của sinh con nhiều ok Nhưng mà bỏ qua chuyện nó chơi đó đi Cái quan trọng đó là gì Hiện giờ chính phủ Mỹ Họ cũng uh, Chính uh, chính xác là đang bàn thảo chủ yếu là bên phía đảng chủ với chính quyền Biden thôi Tại vì họ muốn mua phiếu mà Nhưng bỏ qua như muốn lấy lá phiếu của tụi xì đó Thành ra là gì Họ muốn kéo dài cái phần tiền Child Tax Credit đó Cho tới năm 2025 Oh, thì mọi người cũng thừa biết rồi cái điều khoản đó thì nó nằm trong cái một trong hai gói cứu trợ hiện giờ tức là gói 2.200 tỷ hoặc là cái gói 1.800 tỷ và chỉ cần mọi cái cái điều khoản đó nó nằm trong cái gói cứu trợ mà được thông qua sắp tới đây tại vì chắc chắn là sẽ có một trong hai gói đó sẽ được thông qua à, chỉ chưa biết là nó sẽ thêm điều khoản nào thôi thì khi đó Child Tax Credit nó không phải chỉ là riêng cho năm 2020 mà nó sẽ là mỗi năm cho tới năm 2025 luôn Và cái quan trọng đó là gì? Một đứa là hơn 3 000 Thì mọi người tính ba đứa là ba có 900 000 hay đúng không? bốn đứa ngàn mấy Và cái quan trọng đó là gì? Theo như sở thí dụ Tax IOS á, thì mỗi tính từ tháng 7 này mỗi tháng người ta sẽ cho người dân Mỹ nào mà có con nhỏ đó 300 một đứa một tháng đó nha thì tức là nó lấy cái phần tiền mà mấy 3.000 một đứa hồi nãy đó nó chia ra năm có 12 tháng chia ra tức là mỗi tháng nó, nó trả 300 trong năm nay trả phần nữa còn qua năm sau trả phần nữa hả à, mọi người thấy không thành ra tính cơ bản đó là gì tức là tương lai cô chú anh chị nào mà có cỡ hai ba đứa con trở lên thôi là mình xin chúc mừng mọi người wow my goodness Mọi người sắp vào to và cái quan trọng nhất là gì? Mọi người nhớ subscribe, like share kênh của Thành Lê Người duy nhất cho mọi người biết là mọi người sắp vào to nha Thôi video đó dài, hẹn gặp mọi người những video sau hay hơn nha Bye bye